như bạn là một tín đồ yêu thích Đà Lạt nhưng mà bạn quá bận bịu chưa có thời gian để đến với Đà Lạt, thì hôm nay Việt Nam Coffee sẽ giới thiệu các bạn một địa điểm check-in, đó là quán cà phê nằm giữa lòng Sài Gòn với khung cảnh là Đà Lạt. Mời các bạn đi nhé. Khi bạn đến với Farmer Garden, nơi đây có một không gian tràn ngập màu xanh với rất nhiều loại cây cảnh, tạo cho bạn cảm giác thư thái và thoải mái sau một ngày dài căng thẳng. Và nếu như bạn là một người yêu thích thiên nhiên và mong muốn tìm một góc yên bình, vắng lặng để làm việc và thỏa sức sáng tạo thì nơi đây sẽ là một sự lựa chọn không thể bỏ qua.
Vào buổi sáng thì Farmer Garden đón nhận rất nhiều ánh sáng từ nhiều phía đến không gian này, tạo ra một cảm giác lung linh, huyền ảo. Và buổi tối thì những ánh sáng mặt trời đó được thay thế bằng những ánh sáng từ những chiếc đèn được bài trí tại không gian này, tạo cho chúng ta một cảm giác huyền bí. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Việt Nam Coffee cũng đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ tới.